Xin chào các con, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại nội dung bài học ngày 6 và ngày 7 tháng 8 năm 2022. Đầu tiên, đó chính là nội dung bài học chúng ta học vào hôm thứ Bảy. Sách Phonics, phần 1 Vocabulary, đó chính là phần từ vựng. Và thứ Bảy chúng ta đã học âm app, 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 app. M, app, map. M, app, map. N, app, nap. N, app, nap. T, app, tap. T, app, tap. Cap, map, nap, tap. Cap, map, nap, tap. Ở nhà các con hãy luyện đọc bốn từ này nhé. Cô sẽ đọc lại một lần nữa. Cap, map, nap, tap. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần sentences, mẫu câu. Hôm trước chúng ta đã học mẫu câu đó chính là Is that your cap on the map? Có phải cái mũ lưỡi chai ở trên bản đồ không? Nếu phải, chúng ta sẽ trả lời là Yes, it is. Còn nếu không phải, chúng ta sẽ trả lời là No, it isn't. Is that your cap on the map? Yes, it is. No, it isn't. Chúng ta có thể dùng câu này để hỏi với những đồ vật khác bằng cách sử dụng câu Is that? Sau đó, chúng ta sẽ thêm một vật hoặc một con vật, đồ vật vào đây on the, và chúng ta sẽ thêm ở bên này. Ví dụ như cô có câu Is that a pen on the table? Yes, it is. Có phải cái bút nằm ở trên bàn không? Is that a pen on the table? Yes, it is. Cô có câu tiếp theo Is that a dog on the table? No, it isn't. No, it isn't. Có phải con chó ở trên bàn không? No, it isn't. Không, không phải. Tiếp theo, chúng ta sẽ tới nội dung bài học của hôm Chủ nhật. Đầu tiên về phần vocabulary, đó là phần từ vựng. Chúng ta đã học các từ hop, skip, jump, throw, catch, and bounce. Hop, hop, hop. Skip, skip, skip. Jump, jump, jump. Throw, throw, throw. Catch, catch, catch. Bounce, bounce, bounce. Hop, skip và jump. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại video để xem hop, skip và jump là như thế nào nhé. Hello everyone. Hey. Hello Pedro. What are you playing? We were hopping and now we are skipping. Have you done jumping? No, but I love jumping. Jump, jump, jump! Peppa is good at jumping. Hopping, skipping and jumping. Can you do them all together? What? Like this? Oh! That's impossible! I mean a hop, a skip and then a jump. Like this. Hop, skip, jump. Ooh! My go! Hop, skip, jump! No, that's wrong. I can do it. Skip, skip, hop. No. Jump, jump, jump. No. Let me try. Jump,
Hop, hop. No. Hop, skip, jump is not easy. You have to keep it steady, like this. Hop, skip, jump. Hop, skip, jump. Are you ready? Are you steady? Hop, skip, jump. Hop, skip, jump. Hop, skip, jump. Are you ready? Are you steady? Hop, skip, jump. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học mẫu câu. Hôm trước chúng ta đã học mẫu câu I can. Tôi có thể. I can. Tôi có thể. I can hop. Tôi có thể nhảy lò cò. I can hop. I can hop. I can jump. Tôi có thể nhảy. I can jump. I can jump. Tiếp theo chúng ta đã học về câu hỏi What do you have? What do you have? Bạn có gì? Để trả lời câu hỏi này, các bạn sẽ nói I have a hoặc I have an. Sau đó cộng với một danh từ số ít. Ví dụ như ở câu này I have a teddy bear. I have a teddy bear. Chỉ có một teddy bear ở đây thôi, nên chúng ta dùng a. I have a teddy bear. Còn ví dụ chúng ta có hai hoặc ba teddy bear, chúng ta sẽ nói như nào? I have two teddy bears. I have two teddy bears. Các bạn lưu ý ở đây, bears, tại vì có nhiều hơn hai hoặc là hai, chúng ta sẽ thêm s vào ở cuối từ, bears. I have two teddy bears. Bears. Chúng ta đã học cách nói đồ chơi mà có thêm màu sắc vào. Như ở câu đây, I have a brown teddy bear. Tôi có một chú gấu teddy màu nâu. I have a brown teddy bear. Hoặc như câu tiếp theo, I have two yellow teddy bears. Tôi có hai chú gấu teddy màu vàng. I have two yellow teddy bears. Ngoài cách hỏi What do you have? Bạn có gì? Chúng ta cũng có thể hỏi bằng câu What have you got? What have you got? What have you got? Chúng ta sẽ trả lời lại là I have got. Ở hoặc ảnh sau đó cộng với một danh từ số ít. I have got a ball. Còn đối với danh từ số nhiều, như ở đây, chúng ta sẽ thêm s vào cuối từ ball. I have got five balls. I have got five balls. Và để nói về đồ chơi có màu sắc, chúng ta sẽ thêm màu sắc vào trước từ ball. Như ở trong câu, I have got a red ball. I have got a red ball. Hoặc là, I have got five green balls. I have got five green balls. Về phần bài tập về nhé, các con sẽ viết từ hop, skip, jump, throw, catch, and bounce. Bốn hàng, ví dụ các con chia vở ra như này, viết như này. Một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng. Một hàng, hai hàng, ba hàng. Các con nhớ viết từ đầy đủ và sau đó xem lại bài, xem lại các câu. I have, I have got, I can, ví dụ như I can hop, I can skip, I can jump, I can throw. Để hôm sau cô kiểm tra bài nhé. Chào tạm biệt các con. Goodbye. Hop, skip, jump. Hop, skip, jump. Are you ready? Are you steady? Hop, skip, jump. Are you ready? Are you steady? Hop, skip, jump.